Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Năm nay, kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 8 tiếp tục thu hút được sự tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nguồn lực của từng doanh nghiệp nhưng cũng là của quốc gia, nên việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp và đất nước. 172 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2022 có kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu năm 2021 khoảng 1.570.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 129.000 tỷ đồng, tạo việc làm thu nhập cho gần 600.000 lao động. Trong số đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 7 liên tiếp đạt giải thưởng này. Đây là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể Tổng công ty, phát huy tốt truyền thống của đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, truyền thống 33 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời gian tới, thì Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị và điều hành, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh thu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2022 dự kiến tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Tổng công ty đã và đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và các dịch vụ kinh tế biển. Sáng nay, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, vùng biển cho người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải dự và phát biểu chào mừng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các chuyên đề vấn đề chung về biên giới, trách nhiệm của các cấp các ngành tham gia xây dựng bảo vệ biên giới vùng biển, kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với người cao tuổi Việt Nam và các chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhựa, hướng tới không sử dụng sản phẩm nhựa một lần tại Việt Nam. Việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh khu vực biên giới, vùng cần có sự chung tay góp sức của tất cả các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, trong đó không thể không kể đến vai trò nêu gương của cán bộ hội người cao tuổi. Cán bộ hội viên người cao tuổi sẽ tiếp thu đầy đủ hiệu quả các chuyên đề trong buổi tập huấn, từ đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng trong bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, vùng biển giai đoạn 2021-2030. Sáng nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã tổ chức bế giảng khóa 2, khóa Giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau 4 tuần học, các sinh viên đã hoàn thành chương trình học Giáo dục Quốc phòng và An ninh với các nội dung về đường lối giáo dục quốc phòng và an ninh của Đảng, công tác quốc phòng và an ninh, hiểu biết về các quân binh chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nội dung về điều lệnh và kỹ thuật chiến đấu cá nhân. Qua thời gian ngắn học tập rèn luyện tại trung tâm, sinh viên đã có nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu của việc học tập rèn luyện và có ý thức khắc phục khó khăn để thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của trung tâm. Kết thúc khóa học, 100% sinh viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh. Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở phía Nam, trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm nay phân hiệu đón nhận 800 học viên theo học 13 ngành đào tạo. Mục tiêu của Trường Đại học Thủy lợi đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 trở thành trường đa ngành đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam. Vì vậy, trong năm học mới này, phân hiệu cũng sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu, lấy người học làm trung tâm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu nhân lực cao cho các khối ngành, thủy lợi, xây dựng, quản lý xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, kinh tế, logistics. Trường tiếp tục chú trọng liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để định hướng đầu ra cho sinh viên. Theo đề án đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tầm nhìn đến năm 2050, quận 7 đang đón sức bật về hạ tầng, dần được định vị thành một khu vực tập trung về tài chính thương mại. Theo đó, cảng Tân Thuận có kế hoạch di dời về cảng Hiệp Phước tạo điều kiện hình thành khu đô thị ven sông, đại lộ Nguyễn Văn Linh đã hoàn thiện mở rộng lên 10 làn xe. Song song, cầu Thủ Thiêm 4 cũng sẽ sớm được khởi công, rút ngắn khoảng cách từ khu Nam về khu đô thị Thủ Thiêm. Với quy hoạch này, quận 7 sẽ được chia thành 4 khu dân cư, bố trí những chức năng chính như cây xanh, trường học, công trình dịch vụ đô thị kết hợp nhà ở cao tầng. Cũng theo quy hoạch, nhiều tuyến đường kết nối trực tiếp với đường Bến Nghé cũng sẽ được hình thành. Trong năm 2022, chỉ có dự án Season Home là dự án bất động sản ven sông duy nhất tại khu vực này. Được biết, chủ đầu tư Gotekland đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng chỉ riêng cho tổ hợp suối khoáng nóng bên trong dự án. Câu lạc bộ Doanh nhân phong cách BSA tổ chức chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập với chủ đề Together We Win, cùng nhau chúng ta cùng chiến thắng, và ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ 2 2023-2024. Thành lập vào tháng 10 năm 2020 chỉ với 10 thành viên, một năm sau, câu lạc bộ Doanh nhân BSA có 100 hội viên. Đến nay, qua 2 năm hoạt động, con số này đã tăng lên 200 hội viên, chủ yếu là lực lượng y bác sĩ, nghệ sĩ và doanh nhân trên nhiều lĩnh vực. Chuẩn bị cho những hoạt động sôi nổi hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới, BSA đã chính thức ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2024, gồm 6 thành viên và 2 thành viên thuộc ban cố vấn. Bác sĩ Nguyễn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm BSA, BSA Food, được tín nhiệm tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch điều hành. Chúng tôi đã gắn kết và luôn luôn thích nghi thông qua những hoạt động kết nối nghệ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, các hoạt động về kết nối kinh doanh, và đặc biệt là trong 2 năm với những thành tựu mà chúng tôi đạt được là gia tăng cái hội viên lên đến khoảng 200 thành viên. Sau 2 năm thì tôi thấy rằng câu lạc bộ của chúng tôi luôn luôn giữ một cái tiêu chí là sẽ cùng nhau giữ mạch khoảnh khắc thanh xuân, đặc biệt là với phụ nữ. Còn đối với tất cả chúng tôi khi hợp tác là sẽ cùng nhau chiến thắng, như cái chủ đề hôm nay là Together We Win. Kỷ niệm 2 năm thành lập cũng là dịp để các hội viên gặp gỡ, trình diễn tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, như dẫn chương trình, hát, thiết kế thời trang, biểu diễn thời trang, đồng thời đấu giá một số vật phẩm, tạo nguồn kinh phí cho các chương trình thiện nguyện. Ivy Prep Education đã tổ chức thành công chung kết cuộc thi DIL's Quest 2022 trên nền tảng trực tuyến. Đây là năm đầu tiên tranh biện tiếng Anh được đưa vào nội dung thi đấu để tìm ra ngôi vị quán quân và phát sóng trực tiếp tại gala chung kết. DIL's Quest là cuộc thi tiếng Anh học thuật theo format của kỳ thi IELTS. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 2.000 thí sinh đến từ hơn 64 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỷ đồng. Điểm đặc biệt so với mùa thi các năm trước là vòng chung kết được thi đấu trực tuyến trên hệ thống trường ảo Virtual School, mô phỏng phòng thi thực tế. Thí sinh được trải nghiệm công nghệ tương tác đa chiều với không gian thiết kế hiện đại. 3 vòng thi đã diễn ra trong tháng 10 vừa qua. Vòng tranh tài ở gala chung kết diễn ra với nội dung debate, tranh biện tiếng Anh. Kết quả, với nền tảng tiếng Anh vững chắc cùng lý lẽ sắc bén, khả năng tranh biện ấn tượng, thí sinh Phạm Bùi Mỹ Linh, trường Vinschool Hà Nội đã đoạt giải quán quân DIL's Quest 2022. Ivy Prep cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực để mang sân chơi bổ ích này đến với học sinh khắp mọi miền đất nước ở quy mô lớn hơn và nhiều trải nghiệm chất lượng hơn trong thời gian tới. Tin thế giới, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết Triều Tiên vừa phóng 1 tên lửa đạn đạo tầm xa và 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong sáng nay. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời nguồn tin trong JCS cho biết tên lửa đầu tiên được phóng vào lúc 7 giờ 40 phút từ khu vực Suan ở Bình Nhưỡng đã tách tần trong quá trình bay, cho thấy đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm xa. Quân đội Hàn Quốc cũng xem xét liệu đây có phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay không. 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ Kaechon, tỉnh Nam Pyongan vào khoảng 8 giờ 39 phút. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên. Vào ngày hôm qua 2 tháng 11, Triều Tiên đã phóng ít nhất 23 tên lửa các loại, tần suất cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Loạt động thái của Triều Tiên diễn ra giữa lúc quân đội Mỹ và Hàn Quốc tập trận không quân chung mang tên Vigilant Storm, với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu tân tiến. Bình Nhưỡng đã yêu cầu ngừng tập trận, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các hành động mà Bình Nhưỡng cho là đe dọa an ninh quốc gia này. Triều Tiên đang cung cấp đáng kể đạn pháo cho Nga sử dụng trong cuộc chiến Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vào hôm qua 2 tháng 10 theo giờ địa phương đã đưa ra thông tin trên, đồng thời cho biết sẽ tham vấn với Liên Hiệp Quốc về trách nhiệm giải trình đối với các chuyến hạt. Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ với báo chí, người phát ngôn cơ quan này cho biết Chúng tôi có thông tin rằng Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo, đồng thời che giấu đích đến thực sự của những chuyến hàng vũ trang này bằng cách khiến chúng như thể đang được gửi đến các quốc gia Trung Đông hoặc Bắc Phi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng cảnh báo sẽ sử dụng mọi công cụ để chống lại việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, tương tự như đối với việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các chuyến hàng của Triều Tiên không chỉ là dấu hiệu Bình Nhưỡng sẵn sàng hỗ trợ Moscow, mà còn cho thấy tình trạng thiếu vũ khí của Nga do các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu do Mỹ dẫn đầu. Washington hiện đang theo dõi liệu rằng lô hàng có đến tay người nhận hay không. Ông Kirby cũng lưu ý rằng sự hỗ trợ vũ khí từ Iran và Triều Tiên không có khả năng thay đổi động lực hoặc kết quả của cuộc chiến. Trong khi đó, Mỹ vẫn cam kết cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh liên tục. Phía Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Ngày 2 tháng 11, Nga đã thất bại trong việc yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra chính thức liên quan đến cáo buộc của Moscow rằng Mỹ và Ukraine có các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine, điều mà Washington và Kiev đã bác bỏ. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Nga, chỉ có Trung Quốc cùng với Nga ủng hộ dự thảo nghị quyết. Mỹ, Anh và Pháp bỏ phiếu chống, trong khi 10 nước thành viên Hội đồng Bảo an còn lại bỏ phiếu trắng. Bất chấp kết quả cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, các vấn đề đặt ra với Mỹ và Ukraine là điều chúng tôi vẫn bảo lưu và bằng chứng đi kèm với khiếu nại của chúng tôi vẫn cần được làm rõ. Các quan chức phụ trách giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc từ lâu đã khẳng định họ không biết về bất cứ chương trình vũ khí sinh học nào ở Ukraine. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Nga đã vài lần nêu vấn đề vũ khí hóa học và sinh học ở Ukraine ra trước Hội đồng Bảo an, nhưng Mỹ và Ukraine luôn bác bỏ những cáo buộc của Nga. Washington cùng với các đồng minh chỉ trích Nga là làm phí thời giờ của Hội đồng Bảo an và lan truyền các thuyết âm mưu về vấn đề này. Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thông báo tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, thể hiện sự cứng rắn của Fed trong kiểm soát lạm phát. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 2 tháng 11, chỉ số Dow Jones giảm 1,55%, chỉ số S&P 500 mất 2,5%. Giảm mạnh nhất là Nasdaq với 3,36%. Bên cạnh đó, giá vàng giao ngay đảo chiều đi xuống, trong khi giá dầu thế giới vẫn đà tăng sau cuộc họp của Fed. Theo phiên họp mới nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell công bố mức tăng lãi suất cơ bản 0,75 điểm phần trăm, nâng phạm vi lãi suất lên 3,75 đến 4%, đồng thời cho biết hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc tạm dừng tăng lãi suất. Ông ấy muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng, mức tăng lãi suất có thể thấp hơn, nhưng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu giảm xuống mức mục tiêu 2% một năm. Mức tăng 0,75 điểm phần trăm đã được dự báo từ trước. Tôi nghĩ điều các nhà đầu tư quan tâm lúc này là cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed. Trong bài phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh, mục tiêu của cơ quan này là đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%. Ông cũng cho biết vẫn có cơ hội để nền kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái, tuy nhiên cơ hội cho một cuộc hạ cánh mềm đã bị thu hẹp lại trong năm nay do tốc độ giảm giá hàng hóa và dịch vụ vẫn còn chậm. Ngày 2 tháng 11, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 31 của Liên đoàn Ả Rập đã bế mạc, sau khi các lãnh đạo tham dự hội nghị tìm cách hàn gắn bất đồng xoay quanh một số vấn đề gây chia rẽ ở Trung Đông và châu Phi. Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của khối trong 3 năm qua đã diễn ra trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thiếu hụt lương thực và năng lượng, hạn hán hoành hành, cùng chi phí sinh hoạt tăng vọt trên khắp khu vực. Các vị vua, tổng thống và thủ tướng các nước thành viên đã thảo luận một số vấn đề gai góc trong 2 ngày hội nghị tại thủ đô Alger của Algeria. Trong số đó, nổi bật là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và 4 nước Ả Rập gồm UAE, Bahrain, Maroc và Sudan, trong bối cảnh cựu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng với liên minh cực hữu của ông có khả năng thắng cử, thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ các nước Ả Rập dù họ vẫn lên tiếng ủng hộ người Palestine. Tại hội nghị, đại diện của Palestine đã bày tỏ sự lo lắng trước sự trở lại cầm quyền của ông Netanyahu. Việc nhà nước chiếm đóng đang tiếp tục hủy hoại bất cứ ý tưởng về một giải pháp hai nhà nước nào, không tuân thủ các thỏa thuận đã ký, đồng thời tiếp tục các hành động đơn phương của mình, khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc lại quan hệ giữa chúng tôi với họ. Trong tuyên bố chung của hội nghị, các lãnh đạo Ả Rập cam kết tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của Palestine, khẳng định Jerusalem phải được bảo vệ, lên án việc Israel sử dụng vũ lực đối với người Palestine và yêu cầu Israel dỡ bỏ việc phong tỏa Gaza. Mặc dù vậy, các lãnh đạo đã không đưa ra được đề xuất gì mới nhằm thúc đẩy việc thành lập nhà nước Palestine cũng như đảm bảo các quyền của người Palestine. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thảo luận về các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng do ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, khiến nhiều nước Ả Rập phải chật vật trong việc nhập khẩu lương thực và nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu của người dân. Hội nghị cũng khép lại với việc kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của Algeria và chuyển giao vai trò này lại cho Ả Rập Xê Út. Nước cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối vào năm sau. Các bên tham chiến tại Ethiopia đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch gây ra cuộc nội chiến khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người rời bỏ nhà cửa, kéo theo khủng hoảng y tế và cận kề nạn đói. Tuy nhiên, theo giới quan sát, vẫn còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi phía trước. Xung đột Tigray là cuộc xung đột vũ trang diễn ra tại vùng Tigray của Ethiopia bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 giữa lực lượng đặc biệt vùng Tigray và lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia. Trong đó, lực lượng Ethiopia nhận sự hỗ trợ từ quốc gia láng giềng Eritrea. Chi tiết của thỏa thuận hòa bình cuối cùng không được công bố, nhưng tuyên bố chung về sự kiện ghi nhận một chương trình giải trừ quân bị và khôi phục hiến pháp ở Tigray. Văn bản dự thảo của thỏa thuận được một nhà ngoại giao giấu tên tiết lộ cho thấy lực lượng Tigray sẽ giải giáp bắt đầu từ vũ khí hạng nhẹ trong vòng 30 ngày kể từ ngày 2 tháng 10 và lực lượng Ethiopia sẽ kiểm soát hoàn toàn tất cả các cơ sở liên bang, hệ thống lắp đặt và cơ sở hạ tầng chính như sân bay và đường cao tốc trong khu vực Tigray. Chính phủ Ethiopia sẽ khôi phục các dịch vụ cơ bản cho khu vực Tigray, nơi mà hệ thống thông tin liên lạc, vận tải và ngân hàng cho hơn 5 triệu người đã bị cắt đứt kể từ khi chiến sự bắt đầu. Các bên cũng cam kết để cho công tác tiếp cận nhân đạo được thực hiện không giới hạn. Một hội đồng của Liên minh châu Phi với các chuyên gia cùng với đại diện của cả hai bên sẽ giám sát quá trình này. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn bày tỏ một số quan ngại khi nước láng giềng Eritrea đã sát cánh cùng Ethiopia trong suốt cuộc chiến, không là đối tượng nằm trong thỏa thuận hòa bình. Do đó, không có gì chắc chắn về việc các bên sẽ tuân thủ thỏa thuận mà thông đồng với bất kỳ thế lực bên ngoài nào thù địch với một trong hai bên hay không. Quận Cam Orange County ở bang California của Mỹ đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp khi số trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi tăng mạnh. Các bác sĩ tại bệnh viện Providence Mission ở California cho biết họ tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm virus RSV những ngày qua. Chúng tôi nhận thấy một số lượng lớn ca nhiễm nhập viện. Nếu đây chỉ mới là bắt đầu thì tình hình đáng lo ngại đấy. Theo các bác sĩ, virus RSV dễ dàng lây truyền từ người sang người qua dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp. Virus này có thể tồn tại nhiều giờ trên các vật dụng như bàn ghế, đồ chơi của trẻ. Trẻ em có nguy cơ nhiễm virus nếu vô tình chạm vào các đồ vật có virus và đưa lên miệng. Trẻ sơ sinh hoặc dưới 2 tuổi là đối tượng có nguy cơ nhiễm RSV cao nhất, nhiều trường hợp nặng có thể phải trợ thở. Trẻ lớn hơn thì có triệu chứng nhẹ hơn, giống như cảm cúm. Ngoài ra, những người trên 65 tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu cũng cần được theo dõi. Virus này sẽ trở lại mỗi năm, thường vào cuối thu hoặc mùa đông, nên thời điểm này khá là sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời là rất quan trọng để bệnh không tiến triển nặng và không dồn áp lực lên hệ thống y tế. Nếu được chăm sóc và điều trị đầy đủ, hầu hết người bệnh sẽ khôi phục hoàn toàn. Theo các số liệu từ CDC Mỹ, mỗi năm Mỹ ghi nhận trung bình 58.000 ca nhiễm RSV ở trẻ dưới 5 tuổi và khoảng 177.000 ca bệnh ở người từ 65 tuổi trở lên. Sự gia tăng số ca nhiễm RSV cùng lúc với cúm mùa và COVID-19 khiến giới chức lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch vào mùa đông năm nay. Trở lại với những thông tin trong nước, thưa quý vị, các thương hiệu ô tô trên thế giới ngày nay đang đầu tư mạnh mẽ vào việc sử dụng năng lượng điện. Do đó, thương hiệu ABB đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất và mang đến cho khách hàng sử dụng ô tô những giải pháp tối ưu cho việc sạc điện. ABB là công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong mảng xe điện nói riêng. ABB đang dẫn dắt thành công và kiến tạo tương lai của ngành giao thông không phát thải với giải pháp cung cấp đa dạng trải dài từ trụ sạc xe điện gia đình cho đến các bến đỗ xe điện, trạm sạc cho xe buýt, xe tải điện cho đến các trạm sạc công suất cao trên các đường cao tốc. Bộ sạc xe điện của ABB được lắp đặt với số lượng lớn nhất trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Một điểm nổi bật trong công nghệ của bộ sạc ABB đó chính là tính tương thích với mọi dòng xe trên thị trường. Bộ sạc có khả năng tự động cập nhật phần mềm để tương thích với các dòng xe mới. ABB là công ty dẫn đầu về công nghệ sạc điện với thời gian hoạt động lâu năm nhất. Gia nhập thị trường thế giới vào năm 2010, đến thời điểm hiện tại, ABB đã bán được hơn 840.000 trụ sạc điện trên 85 quốc gia. Tại triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghệ và sản phẩm công nghiệp diễn ra tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, công ty sản xuất que hàng Atlantic Việt Nam giới thiệu hơn 300 chủng loại sản phẩm. Công ty cổ phần vật liệu hàng Atlantic Việt Nam ra đời vào tháng 10 năm 2002 với năng lực sản xuất là 30.000 tấn que hàng một năm. Đơn vị này có trên 300 loại sản phẩm khác nhau và được chia làm 3 nhóm chính là que hàng điện, dây hàng và thuốc hàng. Chúng tôi mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm về que hàn, dây hàn có thể sử dụng với các nguồn điện yếu tại các cái vùng sâu, vùng xa. Năm 2023, Atlantic Việt Nam sẽ phát triển tại thị trường khu vực phía Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 2022 với chủ đề Kiến tạo tương lai. Là một trong 172 doanh nghiệp được vinh danh tại buổi lễ, công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh tự hào có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thành lập từ năm 1994, đây là công ty hàng đầu tại Việt Nam về container, semi rơ móc và các dịch vụ logistics. Ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay công ty đã xây dựng mạng lưới phân phối trên toàn quốc với hơn 600 nhân viên, hướng đến thương hiệu Tân Thanh Container, tạo lập uy tín trên thị trường, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các khách hàng trong và ngoài nước. DNB Onding là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, đó là các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa UPVC, HDPE, PPE của công ty cổ phần DNB Onding nhựa Đồng Nai. Sản phẩm gạch ốp lát thương hiệu CMC và ngói tráng men cao cấp CMC Galaxy của công ty cổ phần CMC và sản phẩm nhựa thuộc thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi của công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam. Ba cái định hướng mà DNB đã và đang sẽ tiếp tục thực hiện là định hướng đầu tiên là đặt khách hàng ở trung tâm thông qua cái việc liên tục đổi mới và tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất với nhu cầu của khách hàng. Cái định thứ hai là chúng tôi sẽ làm chủ những công nghệ tiên phong trong những cái việc mà sáng tạo, làm chủ những cái công nghệ mới, và định hướng thứ ba là hướng tới những cái sản phẩm mà thân thiện với lại môi trường và đóng góp cho xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là từng câu chuyện về xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với trách nhiệm xã hội của DNB Onding trong giải quyết thách thức về nước sạch và bảo vệ môi trường với những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý. Riêng đối với các sản phẩm dân dụng ngành nhựa, việc đổi mới tư duy về thương hiệu đã giúp công ty đứng vững trước sức cạnh tranh của thị trường. Tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022, Kim Nghĩa vinh dự đoạt giải thưởng tự hào là thương hiệu Việt trên đấu trường quốc tế thông qua việc sản xuất những sản phẩm hoàn hảo cũng như cung cấp những dịch vụ tốt nhất về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Hiện Kim Nghĩa là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dụng cụ chăm sóc móng hàng đầu Việt Nam. Bằng kinh nghiệm của một thương hiệu hàng đầu, mỗi sản phẩm Kim Nghĩa trước khi đến tay người tiêu dùng phải trải qua trên 80 công đoạn sản xuất và một quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Tại lễ công bố các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, tập đoàn Osdo có đến 3 nhãn hiệu đạt chứng nhận. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp cửa cuốn Osdo giành được giải thưởng này. Bên cạnh đó, nhãn hiệu nhôm Troban đạt được chứng nhận lần thứ 2 liên tiếp. Khi đạt được cái danh vị này thì chúng tôi cũng cảm thấy có cái phần trách nhiệm cũng như là cái nghĩa vụ của mình để làm sao giữ gìn cái chất lượng sản phẩm, giữ gìn cái thương hiệu. Trước đó, tập đoàn Osdo cũng đã được VNR công bố là một trong 5 doanh nghiệp uy tín hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare được vinh danh doanh nghiệp duy nhất đạt thương hiệu quốc gia dinh dưỡng y học 3 năm liên tiếp từ 2018 đến 2022 tại lễ công bố sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thành lập từ năm 2010, NutriCare là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng y học tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đặc trị đa dạng theo độ tuổi và bệnh lý như sản phẩm dinh dưỡng đặc trị phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân gan, thận, tuyến giáp, dạ dày, người cần phục hồi sau phẫu thuật. Trong đó, nhiều sản phẩm dinh dưỡng đặc trị đã được chứng nhận thương hiệu quốc gia dinh dưỡng y học trong 3 năm liên tục. Thấu hiểu thể trạng người Việt, sản phẩm dinh dưỡng y học của NutriCare được tin dùng tại hầu hết các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, tiếp sức dinh dưỡng đến gần 1 triệu lượt bệnh nhân ung thư và tiểu đường, giúp cải thiện cân nặng và chiều cao cho hơn 6 triệu lượt trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi, đặc biệt là trẻ em ở nông thôn Việt Nam. Vượt lên 60 nước cùng 16 sản phẩm trong đêm chung kết, Việt Nam là nước đạt giải thưởng sản phẩm sáng tạo và đột phá nhất tại Đại hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Toàn cầu tại Singapore lần thứ 21 với sản phẩm ColosBaby của công ty cổ phần sữa Vita Dairy Việt Nam. Được đề cử là sản phẩm xuất sắc của hạng mục Product and Process Innovation, sản phẩm sáng tạo đột phá tại Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm Toàn cầu lần thứ 21 năm nay. Bên cạnh những tiêu chuẩn chất lượng vượt trội, sản phẩm ColosBaby Gold cũng đã chiếm được sự đồng thuận của ban giám khảo nhờ vào lợi ích vượt trội giúp tăng cường miễn dịch. Đây là lợi ích thiết thực mà sản phẩm đã kịp thời đáp ứng cho nhu cầu cấp thiết của cộng đồng trong hiện trạng dịch bệnh những năm gần đây và cả ở tương lai. Vitanary rất là tự hào khi hôm nay sản phẩm ColosBaby Gold được vinh danh tại Đại hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Toàn cầu. Đây là minh chứng cho những hướng đi đúng đắn của chúng tôi khi mà ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản phẩm. Chúng tôi không coi đây là chiến thắng, chúng tôi coi đây là sự ghi nhận đối với những gì Vitanary đã làm. Chúng tôi mang những mong muốn, những khát khao của mình vào trong sản phẩm để mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng. Và đó là điều chúng tôi được ghi nhận trong cái giải thưởng ngày hôm nay. Giải Công nghiệp Thực phẩm Toàn cầu là một giải thưởng có quy mô quốc tế lớn trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Thế giới được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ các nhà khoa học danh tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực thực phẩm. Công ty cổ phần MBO đã khai trương cửa hàng tại khu vực chợ lớn, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng thứ 10 trong hệ thống dầu nhất MBO. Dầu nhất MBO có hệ thống phân phối rộng khắp tại hơn 55 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 100 điểm bán lẻ và chuỗi hệ thống 10 cửa hàng chính thức. Trong đó, đơn vị tập trung kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Với nhà máy đặt tại huyện Hóc Môn, công suất lớn và máy móc thiết bị sản xuất theo công nghệ Mỹ, doanh nghiệp sản xuất và cung cấp ra thị trường dầu nhớt Việt Nam hơn 300 mẫu mã sản phẩm như dầu nhớt cho xe máy, ô tô, xe tải, ghe tàu, phục vụ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp. MBO cũng xuất khẩu ra thị trường châu Phi và một số nước khu vực Đông Nam Á. Tham gia Ngày hội Sức khỏe người cao tuổi Tân Bình, công ty Yến Sào Cát Tiên giới thiệu các sản phẩm yến tinh chế, yến chưng sẵn cao cấp, được chọn lọc từ những tổ yến thô to, trải qua quá trình sơ chế cẩn thận, được áp dụng công nghệ hiện đại khi sản xuất, giúp giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon của yến và những chất dinh dưỡng cần thiết. Hy vọng rằng là sản phẩm sẽ đồng hành xa hơn và đi lâu dài hơn cùng với mọi người. Tại ngày hội còn diễn ra các hoạt động như khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt, xương khớp, đo loãng xương, đường huyết áp cho người cao tuổi, đồng diễn thể dục dưỡng sinh, tặng quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tân Bình. Nhân dịp khai trương chi nhánh 11, hệ thống xe máy Hoàng Cầu vừa tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng khai trương hoành tráng nhận quà xả láng cho khách hàng mua xe nhãn hiệu Yamaha hoặc sử dụng dịch vụ có trị giá hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên. Giải đặc biệt là một chiếc xe Yamaha Janus cùng nhiều giải thưởng khác như xe Sirius, tủ lạnh, điện thoại. Kế hoạch sắp tới của hệ thống xe máy Hoàng Cầu của chúng tôi thì sẽ phát triển thêm một số chi nhánh tại các cái địa phương mà hiện tại bây giờ chúng tôi đang thiếu. Hiện hệ thống Hoàng Cầu gồm 11 chi nhánh trải đều trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các thành phố thị xã của tỉnh Bình Dương. Nhà thiết kế Ruby Trần gây chú ý khi ra mắt cùng lúc 4 bộ sưu tập mới. Đêm diễn quy tụ nhiều người đẹp nổi tiếng như là Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoàng Thùy, Mai Ngô cùng dàn người mẫu nhí. Nhà thiết kế Ruby Trần đã chuẩn bị 150 bộ trang phục cho 4 bộ sưu tập. Để có thể tạo nên show diễn hoành tráng này, cô và các cộng sự đã mất gần 40 ngày làm việc liên tục, từ lên ý tưởng cho đến cắt may đến kết. 4 bộ sưu tập bao gồm Nàng Tiên Hoa, Paris, Dark Angel và Nàng Thơ được Ruby Trần chăm chút thực hiện tỉ mỉ. Nữ nhà thiết kế đã cho thấy sự đa dạng của mình trong lĩnh vực thiết kế khi mang đến nhiều phong cách sắc màu khác nhau. Thông qua show diễn thời trang đặc biệt này, Ruby Trần còn muốn tạo sân chơi để các em thiếu nhi thỏa được niềm đam mê với thời trang. Trên sàn diễn, các bé sẽ được hóa thân thành công chúa nàng tiên và được diện trên người tà áo dài truyền thống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.